cái nồi bánh canh nha. Trời ơi, nồi bánh canh có con cua luôn, hấp dẫn cực kỳ luôn. Mình sẽ đợi cái nồi bánh canh này sôi thêm một tí xíu, mình sẽ để sốt cà chua luôn. Khá là nhiều bột, bây giờ mình sẽ vớt cái bột ra nha mọi người. Vớt cái bột này ra. Nhìn hấp dẫn lắm mọi người. Này là bánh canh nha mọi người. Này là bún. Còn bóc khối này cả nhà ơi. Hello, xin chào mọi người. Thanh đi chào cô chú ấy. Chào. Chào cô chú. Hôm nay Thanh đi ăn gì? Dạ. Ăn bánh canh cua. Cua. Ừ, bánh canh cua. Mẹ bảo bún con ăn nha. Này là bún tươi nha mọi người. Ừ. Con ăn cà rốt không? Bỏ cà rốt con ăn nha. Mời mọi người một miếng cho heo nha. Này là sợi bánh canh nè mọi người. Ngon quá. Con ăn cà rốt ha. Tên nữa ha. Anh lúc bình thường anh thích ăn cà rốt lắm, sao bây giờ không thích ăn ta? Sao con không thích ăn? Sợi bánh canh nè mọi người, mời mọi người một miếng nha. Mẹ. Con ăn lên. Con vú nhìn con kìa. Con ăn đấy, khá là ngon luôn á. Ngon quá mọi người ơi. Con ăn đi, chờ đốt nha. Đâu ăn cua nha. No. Cho con ăn gì nâu? Cẩu. Cẩu. Mẹ, cẩu. Ừ, rồi mình ăn. Cẩu cho con. Anh coi trên YouTube rồi mọi người. Nghe người ta nói no no cái bây giờ cái gì cũng no no. Không thích là no no. No. Chào no no. Này là mình tự nấu theo cách của mình thôi mọi người, đơn giản thôi à.
con ngồi xuống cho để mọi người nhìn con coi. Cô. Ừ, cô. Cua, mày lấy cua con ăn. Hồi sáng anh ăn một con rồi mọi người, nhưng bây giờ anh không thích ăn nữa. Con uống su su ha. Su su không? Không. Mình đã su su cho con uống. Dạ. Đâu đưa mẹ ở trong. Con không ăn nữa ha, mày lấy cái chén của con nha. Mày lấy cái chén của anh để luôn. Ngon không? Cua còn tươi á mọi người, ăn rất là ngọt luôn. Ừ, không sao, để mẹ đỡ mình lau cho. Cua này là cua nhà chú mình nuôi á. Sáng em họ mình có cho mình mấy con nấu bánh canh.
giò mọi người. Mình hầm khá là mềm nè. Ngon quá. Thì bánh canh nấu với cua của mình đó cũng đơn giản thôi mọi người. Thì video của Hương tới đây là xin kết thúc nha. Cảm ơn mọi người đã coi video của Hương. Bye bye.